Chào quý vị các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là bến Ninh Kiều. Đây là miền Tây yêu thương của chúng ta đây, miền Tây sông nước. Những cái con ghe, con tàu nhỏ chở khách thì đang rẽ sóng để mà đưa đón khách. Kia cũng có một cái đoàn, họ có lẽ là họ chuẩn bị cập bến rồi đây. Thì chúng ta sẽ coi cái tàu này nó cập bến ở đây, rồi mình sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đi khám phá cái khu vực chợ Cần Thơ, cũng như là xem một số các cái cảnh đẹp ở Cần Thơ nhé. Miền Tây sông nước quá là đẹp phải không các bạn? Đây, đó, cái con tàu thì của chúng ta thì đang ghé vô đây, và hành khách thì đang chuẩn bị áo phao. Họ chuẩn bị áo phao để mà sao nhỉ? Chuẩn bị áo phao để trả lại nhà tàu. Đó, thì đây mình thấy là cái quy định là chấp hành rất là tốt à. Đó, bây giờ mũi tàu sẽ chạm. Đó, sẽ chạm vô cái đó để cho nó êm. Cho nó êm và sau đó thì hành khách sẽ bước lên à. Giờ chúng ta sẽ chờ hành khách sẽ bước lên à. Đây, một bác sẽ lên à. Đó. Rồi, thôi chúng ta đi. Rồi. Rồi mình ra xe luôn chứ. Xe bảo không nhé. Thì sau khi mà đi ngồi sôi sợ riêng. Dạ ăn con, thử một quả sắp thôi con, gói cho nghe con. Nhiêu tiền một gói gì? Dạ 20 bạc con. Rồi cho con nghe. Sôi sầu riêng à? Dạ dạ đúng rồi con. Rồi bán cho con một gói. Dì bán này lâu chưa? Dạ lâu rồi, 27 năm rồi. 27 con. Năm. Dạ. Nè, cây không? Giúp rồi. Con cháu mà. Đấy, giúp ăn là giúp người già con. Dạ. Thấy không? Đây, dì thối tiền giùm con. Dạ. Sôi sầu riêng này cả nhà. Dạ, đúng rồi con, đặc sản con. Vâng ạ. Dạ nha. Cái xôi này xôi cốm dẹt hay dạ, sao vậy? Dạ, cốm dẹt con đúng rồi. À, cốm dẹt. Đúng. Rồi, con cảm ơn con nha. Vâng, vâng, con cảm ơn. Dạ, 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 rồi, cảm ơn dì nha. Vâng, vâng. Dì tên gì đã? Dạ, tên Thuận. Dì Thuận à? Ừ. Rồi, bán ở đây là bến Ninh Kiều à? Dạ, đến Ninh Kiều con. Rồi. Con ở đâu, quê đâu? Con đó, con Hà Nội. Hà Nội. Vâng, con cảm ơn dì dạ, nha. Con thử phúc sức các con ngon. Dạ, 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 vâng, rồi, con cảm ơn. Rồi, chúng ta đi nhé. Rồi, chúng ta đi nhé. Rồi chúng ta sẽ vừa đi vừa ăn nè. Mình mua đây là xôi sầu riêng. Cái hộp này là xôi sầu riêng nhé cả nhà. À, thực ra thì hôm qua xôi gà mắc hơn, nhưng mà xôi sầu riêng thì có lẽ là nó cũng có một cái vị khác à. Đây chúng ta sẽ ghé ở đây để ăn thử à. Đây thì các cái ghế này được Sacombank tài trợ á. Ta sẽ dừng ở đây. Đây 20.000 cho bữa sáng đây cả nhà. Xôi cốm dẹt, dừa và sầu riêng. 50.000. 50.000 đi 4 điểm hoặc là ghe. Ngọt và rất ngon đó cả nhà. Đó. Vị ngọt. Cái này bác già già, bác đang tập thể dục này. Ôi, rất là ngon. Đây đúng là đặc sản Cần Thơ đó nhỉ. Dừa, cốm dẹt, sầu riêng. Đây đang ở bến Ninh Kiều á. Bên kia trước mặt chúng ta chợ đêm Ninh Kiều các bạn nhé. Chợ đêm Ninh Kiều.
Dạ con không ạ. Dạ con không. Mua giùm cô mấy. Dạ không ạ. Cốm rất là ngon. Xôi cốm dẹt. Đó, chúng ta mình đang ăn đấy, mãi chưa hết à. Đấy, đi quay phim này thì tay cầm máy, tay cầm xôi. Rồi, chúng ta đi nhé. Bên đây là quầy điều hành. Quầy điều hành. Quầy điều hành khách du lịch trên sông. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi nhé. Bên đây các cái hàng cây thông rất là đẹp. Đây là cổng số 2 á. Hồi nãy cổng số 1. Đây cổng số 2. Không ạ. Đây, đèn họ làm hình các cái nơ. Cảnh rất là nhộn nhịp không? Cần Thơ ăn rất là ngọt đó các bạn. Vị ngọt hơn Sài Gòn có lẽ mà. Vì thế nên là con gái Cần Thơ xinh đẹp và nói ngọt hơn Sài Gòn. Cảm nhận cá nhân, không biết là phải không ạ. À, tàu đã cập bến. Xíu con đi, đoàn con 30 người đi rồi. Lát xíu mới đi ạ. Đặt rồi chưa đi ạ. Vâng. Khách lên tàu ạ. Đây mấy bác này chắc từ Bắc rồi không? Đây có các bạn giá vé. Con mày có đâu từng nát mà.
tiếp tục đi như thế nhỉ. Đây chúng ta đang có mặt ở đây là bến Ninh Kiều. Đây là một cái nhà vòm. Rất đẹp các bạn nhé. Hello. Ngồi rất là sướng, hành tây ngồi rất là thoải mái. Đây những cái du khách khác họ cũng sang đây ở chơi. Rồi bây giờ video clip của Tuấn Dương thì xin phép sẽ tạm dừng. Con có rồi ạ. Video clip Tuấn Dương thì xin phép sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật liên tục về cuộc sống Sài Gòn nhé. Cũng như là đi cùng với Tuấn Dương đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những các cái video clip tiếp theo của Tuấn Dương. Rồi, bye bye.